chào quý bà con cô bác, Minh Toàn đang có mặt tại làng chài. Đây là làng chài của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Và ở đây là Minh Toàn đang trên đường xuống Hạ Long bay và thấy làng chài này. Minh Toàn vào đây để gửi những cái hình ảnh về làng chài cho đến quý bà con cô bác. Và đây là những cái căn liền kề, căn nhà liền kề. Căn nhà liền kề. Đây có một cái nhà gọi là nhà xoài. Trong nhà xoài này thì bán các đồ ăn, đồ uống và các đồ lưu niệm. Đây, đây là cái nhà xoài quý bà con cô bác ạ. Đây. Đấy, nhà này thì hình có khả năng là hình quả xoài, Minh Toàn cũng chưa vào đấy, nhưng mà đấy là bán các cái đồ lưu niệm cũng như là các đồ uống. Đấy, hát. Đây là một số cái siêu thị của cái một số cái nhà hàng. Ở đây kia là cái hình ảnh mà sau này khu này nó sẽ là lên như thế. Và đây là chợ đêm. Đấy, chợ đêm, trong chợ đêm của Hạ Long thì chợ này thì trong chợ này là ở trong làng chài này thì cũng bán về buổi tối. Như quý bà con cô bác có thể nhìn thấy là các cái quầy hàng là đều che kín bạt hết rồi. Che kín bạt hết rồi. Minh Toàn sẽ có dịp gửi đến quý bà con cô bác khi mà Minh Toàn đi buổi tối vào chợ đêm này để khám phá thêm về chợ đêm của Hạ Long. Ở đây quý bà con cô bác có thể nhìn thấy là đây là cái đất du lịch, nên mà những cái thiết kế về các công trình đều mang tính chất thẩm mỹ. Đây là các xe ô tô mà chở các cái du khách ở mọi nơi về du lịch ở Hạ Long. Ví dụ như ở xe này ở Hà Nội, biển Hà Nội xuống này. Ở Hạ Long thì bây giờ quý bà con cô bác cũng có thể cảm nhận được là về cái độ mà xây dựng của Hạ Long. Và bây giờ cũng không phải là mùa du lịch nhưng mà thu hút rất là nhiều khách Tây. Đây, ví dụ như quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy. Đấy. Ở đằng trước chúng ta là khu biển. Đấy, nhưng mà công trường đang thi công thì người ta sẽ không cho mình vào trong các cái công trường thi công. Đây, Minh Toàn xin đi phía bên này xem. Khu này là khu rất là đẹp với bà con cô bác ạ. Khu này rất đẹp. Đây là các xe du lịch chở các du khách du lịch. Và như quý bà con cô bác có thể nhìn thấy ở trong này quy hoạch vườn cây xanh rất là đẹp. Đây, rất là đẹp. Có rất là nhiều du khách ở nước ngoài về với Hạ Long. Và khu này là khu mà dẫn ra phía ngoài mé biển rồi, Minh Toàn xin quay trở lại.
Đây là các ô tô mà chở mọi người du như biển 29 là ở Hà Nội này, 34 là ở Hải Dương này. Đây quần thể phát triển đồng bộ Hạ Long, thương hiệu sở hữu quản lý vận hành căn hộ du lịch hàng đầu thế giới. Khu này là chúng ta xuống biển nhưng mà trong công trường thì đang xây dựng nên mà chúng ta không được phép vào đây. Và đây, đây là cái khu ngoài kia là biển rồi quý bà con cô bác. Quý bà con cô bác cũng có thể thấy được là trong cái khu này đường xá rất là rộng. Đây, đây là một cái trung tâm mua sắm. Trung tâm mua sắm. Có những căn nhà thiết kế rất là lạ mắt và rất là đẹp. Ví dụ như những căn nhà như này, thế rất là lạ mắt và đẹp. Có cô bé đi xe hát quá. Vào mùa này không phải mùa du lịch nhưng mà quý bà con cô bác cũng có thể thấy được là các cái xe này chở các du khách về đây để tham quan du lịch ở Hạ Long cũng rất là đông. Đây cũng chưa phải là khu chính du lịch của Hạ Long đâu. Đây đang xây dựng rất là nhiều quý bà con cô bác. Những cửa hàng ví dụ như đá trang sức Mỹ Việt này thu hút rất là nhiều khách tham quan du lịch ha. Đây, lượng khách du lịch rất là đông. Wow, ở đây có cái bà Sky to quá nhỉ. Minh Toàn xin phép đi sang man bên kia để Minh Toàn xem quay lại những hình ảnh. Có một số cái hàng cây bên đấy Minh Toàn thấy rất đẹp cho đến bà con cô bác nhé. Đây bà con. Những căn villa, những căn biệt thự cho thuê nhà đấy, đã xây lên có tiền mua. Wow, khu này cũng khá là đẹp. Ở đây Minh Toàn chia sẻ đến quý bà con cô bác là chia sẻ với một tư cách là một người đi khám phá, một người đi du lịch chứ không phải là hướng dẫn viên du lịch. Chính vì thế mà trong quá trình chia sẻ nếu mà có gì mà không phải rất mong quý bà con cô bác bỏ qua cho Minh Toàn ạ. Wow, có những cái biệt thự rất là đẹp luôn.
Đây là những xe mà chở du khách du lịch về tham quan Hạ Long. Chúng ta đang đi ở đây là đi ở phường Bãi Cháy rồi quý bà con ạ. Đây, quý bà con các bác có thể cảm nhận được những căn biệt thự bạc tỷ. Wow. Đây. Đất ở đây thì mình toàn là không biết là giá bao nhiêu tiền một mét, nó cũng tùy từng mảnh mà cũng khá là đắt quý bà con các bác ạ. Ở đây có cả căn biệt thự đẹp quá nhỉ. Đó. Đi giữa Hạ Long mà đi như kiểu mà đi giữa trời Tây luôn. Và như quý bà con cô bác cũng đang nhìn thấy ở đây là cái đằng trước chúng ta là người ta đã san núi để bán đất ở trên núi. Và lấy cái đất đấy người ta lại đưa xuống biển để lấp biển, bán đất dưới biển. Nên đầu óc thật là quá thông minh luôn. Chúng ta đang lưu thông trên cái đường gọi là đường Cái Dăm. Và khu ở đây là quanh cái hồ ở phía bên kia cũng toàn những căn biệt thự không quý bà con của bác ạ. Toàn những căn biệt thự xa hoa không. Chúng ta đi đường này là chúng ta ra ngoài chỗ ao cá Hạ Long, hay còn gọi là ngã tư ao cá, tức là hướng chúng ta đang đi đến điểm là ngã tư ao cá ở Hạ Long và cũng gần với bến xe Bãi Cháy luôn. Nơi đây ngày xưa là biển quý bà con có bác ạ, nhưng mà người ta lại nói là có cái đầu óc rất là tuyệt vời, đào núi lấp biển là có đấy bà con ạ. Đây, quý bà con có bác có thể nhìn thấy những cái căn biệt thự ở bên kia không, bên kia hồ. Và đây chính là cái ao cá Hạ Long. Thank you.
Trước mặt chúng ta là bến xe Bãi Cháy. Đấy, bến xe Bãi Cháy đấy quý bà con của bác. Và cũng là ga Hạ Long luôn. Còn đây là ngã tư Ao Cá. Rồi em gái xinh quá. Quá xinh luôn. Đi từ chiều giờ mới gặp được em gái xinh như thế này. Xin dừng video ở đây quý bà con cô bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con cô bác trong những video tiếp theo.